Chào cả nhà. Hôm nay có một cái anh dẫn mình đi thăm cái hoàn cảnh của cái chị này bị ung thư phổi. Nhưng mà nghe nói đâu là chồng bỏ, bây giờ lo cho hai đứa con thì cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Chưa biết cái hoàn cảnh thực sự là như thế nào thì bây giờ hôm nay vô tìm hiểu. Đây là anh dẫn đường cho mình đi. Đấy, cái thềm này nè cả nhà. Quay lại chứ không thôi mai mốt không có nhớ đường vô. Tới rồi anh ha. Tới rồi. Dạ. Đậu xe đây chút nữa, tại có mọi người đi vô đi ra mất công á. Dạ. Nhà này anh hả? Đây. Dạ. À, có á, à, có em dâu tới thăm hả? Dạ, rồi cứ bình thường thì có sao đâu, em vô em thăm mà. Dạ. Dạ thì mọi người cứ thăm bình thường ha, không có sao hết, là có gì đâu mà ngại. Dạ con ghé thăm chị đây. Anh ơi, mẹ của chị gái đâu rồi anh? Dạ em trò chuyện đó ha. Biết bằng không? Con đi qua chơi gì bé kìa. Bông cả thằng nhóc trộn qua đây đi. Cho ra ngoài bông nhóc trộn qua đây. Đây là con út hả? Đây là con bé lớn nè. Bé lớn, dạ. Đây là bé nhỏ, đây là bà ngoại á. Dạ. Vậy thôi thì để cho mấy bé đi chơi được, để em hỏi thăm hoàn cảnh của chị thôi. Có ai bồng bé để cho cô nói chuyện không? Dạ, cô bồng bé có khóc không? Không, dạ vậy thì được, tại vì chủ yếu là xoay quanh cái vấn đề gia đình mình thôi chứ không có hỏi mấy bé, tại mấy bé nhỏ mất công ảnh hưởng đến mấy bé đó. Dạ. Chị có thể trò chuyện được không chị? Chị cũng trò chuyện được ha. Dạ thì có gì em trò chuyện trực tiếp với chị đi ha, rồi có gì em hỏi thêm cô thêm ha. Đó, tại vì... Chị em hỏi chị tên gì? Em tên Uyên. Uyên, họ tên đầy đủ được không chị? Nguyễn Thị Kim Uyên. Con đi chơi ra ngoài đi ha. Nguyễn Thị Kim Uyên, chị Uyên năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? 29 tuổi. Rồi anh xã mình đâu rồi chị? Dạ bỏ đi. Không có lo. Bỏ đi. Bỏ đi bao lâu rồi chị? Đi từ lúc trước Tết tới giờ. Có nghĩ nào hết. Trước Tết. Mà có nói sao bỏ không chị? Nói chỉ là đi làm ăn xa rồi giờ luôn. Rồi đi luôn hả? Ừ. Rồi em nghe mấy anh đây nói là hoàn cảnh của chị là bị ung thư phổi hả? Dạ đúng rồi. Dạ, mình phát hiện lâu chứ chị? Dạ, phát hiện là lúc trước Tết mang bầu ba thằng cu này nhưng mà không có chị. Dạ. Xong rồi đẻ nó ra rồi. Có nghĩa là mình để sinh bé đó hả? Dạ, nhưng mà không có chị, không có gì hết. Ừ. Thì bây giờ nó chuyển đến giai đoạn nào rồi chị? Mới phát hiện thôi, nhưng mà mới ở sáng giờ mới đi xét nghiệm lại. Bác sĩ kêu đi tái khám lại, tạm một thật tái khám lại, bác sĩ kêu giờ phổi còn có bị 80% rồi. Giờ còn 20% nó đi lên não, màng não luôn rồi. Ồ, dữ vậy hả? Dạ, bây giờ bác sĩ đề cho nó là nhập viện gấp. Nhưng mà em không có tiền nên em không nhập viện, em về luôn. Đại diện gấp là để bác sĩ coi như thế nào. Trời ơi, từ trước giờ mình có đi khám đâu không chị? Dạ không, đi khám gia đình, xong rồi gia đình nó hả thấy coi kết quả thấy nặng quá, thì ngày hôm qua là chuyển qua phòng phẫu thuật. Nhưng mà em không có đi nổi, tại vì chiều rồi đi không có nổi, tới sáng giờ
là đi ở bên Phạm Ngọc Thạch từ sáng tới giờ luôn, mới vừa về tức thì luôn. Dạ, thì sáng em có nghe cho nên em chạy qua liền, TikTok chạy qua thì dạ. Thì nghe anh đây báo là hai mẹ con đi bệnh viện á. Dạ. Dạ, thì chiều này về cho nên tranh thủ qua. Bác sĩ còn giữ lại xét nghiệm máu, xét nghiệm đàm lần thứ hai. Dạ. Luôn luôn cho nó thêm lại một lại một cái bản CT nữa. Dạ. Tại vì bác sĩ kêu là nhập viện gấp á. Rồi. Nên là bác sĩ phải giữ cái đó. Ừ. Còn năn nỉ bác sĩ là thôi cho về, tại vì còn con nhỏ nè. Chưa có sắp xếp gì hết. Vậy là bây giờ là kể từ khi mà chị có bành là chị nằm là hai con nhỏ là bà ngoại lo ha? Chỉ có bữa nay là mới nằm thôi đó. À. Mới đi về mới nằm thôi đó, rồi người khó chịu á. Tại hồi nãy đi là hả té nữa mới là nằm luôn tới giờ. Còn trước đó là vẫn thì lo giờ, mọi việc. Phải là ráng đứng dậy đi tới lui lo mấy đứa nhỏ chứ đâu để bà ngoại lo mình nổi. Lo để cho bà ngoại đi làm. Dạ đúng rồi. Dạ. Bà ngoại đi làm cái gì vậy chị? Bà ngoại làm tập vụ công ty. À, làm tập vụ. Dạ. Thì làm theo làm sáng chạy lên công ty làm dọn 2-3 tiếng. Rồi cái đi về, cái nấu nướng rồi nọ phụ rồi cái trưa thì 1 giờ rưỡi đi nữa, đi về tới 3-4 giờ chiều mới về. Bà ngoại đi làm đâu xa không chị? Bà ngoại làm ở quận 2 á, công ty ở quận 2. À. Cho em hỏi cái em hỏi nhiều vậy chị có mệt không? Nếu mà mệt quá thì em chịu, em hỏi bà ngoại. Không sao. À dạ. Dạ. Tại đôi khi nói bành tật nhưng mà em hỏi nhiều á, nhưng dạ, mà em dạ, phải dạ. Hỏi cái hơi riêng tư tí này để hiểu về hoàn cảnh mình á. Dạ, dạ. Ừ. Thì nếu muốn hỏi thì không có biết gì về cái hoàn cảnh gì hết. Dạ, đôi dạ, khi ví dụ em biết mà. Dạ. Dạ. Đôi khi mặc dù mình nói mình rất là khó khăn nhưng mà muốn hỏi cũng nói ra thì không dạ, ai biết hết. Dạ đúng rồi. Dạ. Chị cho em hỏi là trước đó là chị đi làm gì chị? Hồi trước làm công nhân. Làm công nhân, còn anh xã? Ổng thì làm bên sơn. Làm sơn nhà ha. Rồi cái ổng đi theo bạn bè kêu đi ra ngoài tuốt ngoài Kiên Giang, Phú Quốc á. Làm ngoài đó. Rồi xong rồi. Rồi không có trở về. Mà không có liên lạc được luôn hay sao? Không có liên lạc mà ổng kêu là ổng nhậu rồi, không có liên quan gì tới nữa. Con bé hồi trước Tết nó bị bệnh tay chân miệng. Nhập viện mà em không có tiền luôn mà. Còn phải đi mượn cái cô chủ nhà cũ cho Thanh Đa đó. Mượn 1 triệu đóng tiền miễn phí xong rồi gọi thoại kêu đang nhậu không có tiền đâu gửi về. Rồi mẹ em điện thoại luôn nói con ơi vợ hả bé nó bệnh dữ lắm. Con gửi tiền về cho ông Nguyên nó lo hả con bé chứ giờ tiền đâu mà lo. Nó nói dạ rồi im luôn. Hai vợ chồng mình là có cưới hỏi gì không chị? Không. Ừ. Không có giấy hết. Dạ hai đứa này là giấy cây xanh là đứng tên mình. Thôi. Dạ rồi em biết rồi. Là mình thương nhau thì mình đến với nhau vậy thôi ha. Bên nội có biết không chị? Bà nội nó mất rồi. À vậy hả? Dạ, ông nội thì có vợ sao rồi nên cũng không có ngàn gì tới. À vậy hả? Dạ. Rồi mấy chú mấy bác còn không chị? Đừng có nhắc tới. Lỡ chung là không có ngó gì tới đó. Đẻ coi như là chưa biết là đó là con của nó đó vậy thôi rồi, chứ không có cho được gì hết. Ừ. Dạ. Từ lúc đẻ hai đứa nhỏ rồi tới bây giờ luôn mà chỉ có mình chị với lại bà ngoại lo thôi, san sẻ nhau lo thôi chứ. Dạ. Dạ. Chị ơi cho em hỏi là mình là quê ở đây luôn hay sao vậy? Dạ đúng rồi. Hồi trước là ba còn sống á thì có nhà ở trong đây. Rồi ba bệnh á rồi mượn tiền á, cây dây tiền á. Rồi bắt đầu là ba mất rồi, mãn tang ba xong rồi mới bán nhà trả nợ. Rồi ra ở mướn nhà thuê luôn tới giờ. Ba cũng bành giống chị hay sao chị? Ba lúc trước là ba cũng bị phổi. Nhưng mà ba trị hết, nhưng mà ba bị gan bẩm sinh. Là bị giống như là bị gan. Phổi mình nó có yếu tố di truyền hay sao? Tại vì ba cũng bị. Không biết nó chắc vậy quá. Tại vì ba cũng có vết bị phổi. Ừ. Thôi chị nghỉ ha, em trò chuyện thêm với ngoại được, thấy chị mệt quá. Dạ không sao, em nói được mà. Tại vì em bị té nên là hơi đau. À, té khi nào chị? Té hồi sao? Hồi nãy lúc mình đi về á. Là bà ngoại chở hay là chị chở? Dạ không, dì em. Dì chở. Dạ dì em chở. Đi xong rồi cái đi ra cái mặt quá thở không nổi luôn mà. À. Em từ sáng em về em đi làm 2-3 bước lại. Đi xe máy hả chị hả? Dạ đi xe máy. À. Rồi lên chở cứ bác sĩ cứ bắt leo lên lầu rồi đi xuống đất rồi leo lên đầu đi xuống đất. Mà em đi 2-3 bước chân lại phải nghỉ một lần em ngồi em thở. Em thở thôi mới leo lên nổi nữa. Bây giờ bác sĩ là coi bác sĩ nói là 90% bây giờ là em tử vong. Kêu nhập viện là kêu chữa được, rồi chữa.
Với mình cũng phải cố gắng mà đứng dậy tại vì còn hai bé nữa. Tại vì cái này là hai bệnh viện nói với em luôn. Bệnh viện đầu tiên là bệnh viện gia đình. Cũng nói là 90% tử vong. Kêu em nhập viện ngày qua. Nhập viện ngày qua để bác sĩ nội soi rồi nọ vô, hắn vô luôn. Không nói em không nhập viện. Rồi để bữa nay em vô phòng học thật em xét nghiệm tổng quát coi thế nào, xét nghiệm lại lần nữa đợt 2 coi sao. Bác sĩ cũng nói vậy. Do bác sĩ khám cho con giờ khỏi giờ 10 phần bị 8 phần, 2 phần đưa lên não, bị mạc não. Có những hiện tượng là bị đầu, nhìn vô mấy bóng đèn bị chót trong mắt. Với lại nó làm cho em bị ho, tắc nghẽn khó thở nữa. Với lại ngang cổ em bị có cái cục gì dưới đây nữa. Là bao nhiêu kết quả thì xét nghiệm máu rồi nó bác sĩ giữ trên đó. Vậy bây giờ năn nỉ em, ngồi năn nỉ bác sĩ thôi cho em về, lại có hai đứa nhỏ cho em về. Thì bác sĩ kêu kê hai ngày thuốc cho em uống đỡ, nếu mà từ đây tới tối mà khó thở nữa là phải đi vô nhập viện gấp. Tại bệnh tình nó nặng quá mình phát hiện nó trễ quá. Tại vì em ngồi nói chuyện với bác mà em ngồi không nổi, vô trong bệnh viện hồi mà đi tới đâu mà ngồi đợi tới số là em nằm dài đi ghế luôn á. Có mấy cô kêu trời nó mệt vậy sao mà đi khám vậy, sao nhập viện luôn đi, khám gì nổi nữa. Mà thôi vậy em lết được tới đâu em lết. À, cái từ cái lúc mà mình có thai á chị thì mình không có đi khám sàng lọc để dạ không, nghĩ không có tiền là mang bầu thằng cu là không có xét nghiệm máu, không có chích ngừa, không có uống thuốc dưỡng thai, không có gì hết trơn. Lúc mà đi đẻ bác sĩ chửi quá trời luôn, bác sĩ kêu sao mà có bầu mà không đi xét nghiệm, không làm cái gì hết trơn, lỡ nó sanh ra nó chuyện gì rồi sao. Mà cũng may là trời cũng thương, nhưng mà sanh ra nó không bị gì hết trơn. Lúc mình đi sinh thì cũng đi có chồng. Trong bóp em có 800 ngàn thôi. Lúc mình đi sinh có chồng chị? Dạ không luôn. Là cái cô chủ nhà chủ cũ cổ chở em đi. Chở em đi. Rồi con bé đó là con dâu của cổ phải giữ. Rồi cổ cho đi mượn tiền 2 triệu bạc đứt tạm ứng cho bệnh viện gia đình. Chứ không có tiền đó. Không có tiền thôi mà đi. Lết được tới bây giờ là em may lắm rồi. Dạ thôi bây giờ cố gắng thôi chị, em không biết sao. Bé lớn của nhà mình là mấy tuổi rồi chị nhỉ? Dạ tháng 10 này là được 3 tuổi. 3 tuổi, còn bé sau thì bé mới sau có mấy tháng? 6 tháng rưỡi. 6 tháng rưỡi, dạ. Dạ. Kể từ khi sinh bé ra là mình phát hiện á chị hả? Dạ mang bầu là đã có rồi, xong rồi đẻ xong nó rành nó nặng hơn. Nhưng mà tới bây giờ em mới chịu đi khám. Tại vì mình nghĩ không có tiền, lo bao nhiêu tiền đi làm được bao nhiêu là vừa tiền nhà, rồi tiền ăn mấy đứa nhỏ, lo mấy đứa nhỏ sữa sữa. Anh cứ nghĩ là tiền sữa mà, sữa là ai cho có gì uống sữa tươi không? À, bé nó cũng uống sữa tươi á. Và cái anh tiệm bé thuốc tây, anh có đi xin cái lon sữa bột về cho thằng cu em uống á chứ không. Anh thuốc tây đã dẫn vô. Dạ đúng rồi, cái anh hồi nãy dẫn anh vô đó. Anh có đi xin người ta lon sữa bột để cho thằng cu em uống đó. Chứ hồi sữa đốt sữa tươi á. Tả cũng xài chung tả luôn, ngày hôm qua cũng có chị vô cho bịch tả nữa. Rồi mấy bữa nay cũng có người cho gạo rồi nọ, em cũng mừng đó. Có gạo rồi nọ, nấu rồi này nọ cho mấy đứa nhỏ nó ăn cháo cũng được, em cũng mừng. Giờ ai cho gì em lấy đó chứ em bắt đầu có gì. Chị ơi cho em hỏi là bên mình còn gì rồi nhiều, gì cậu rồi nhiều không chị? Đây là cậu ba em nè. Cầu ha. Dạ, cầu ba em. Còn hồi sáng thì đưa em đi khám bệnh là gì em? Gì? Dạ. Chị Tư em. Là cũng ở trong vòng đây hả chị hả? Dạ không, cũng ở xa đó. Cũng ở xa quá tại hả? Tại vì nghe em bệnh vậy nặng quá rồi mới qua thăm em. Cho em hỏi là giống như là bây giờ khi mà em đăng cái clip này lên á thì Mạnh Thường Quân có muốn đến thăm đồ á? Dạ. Ngoài cái việc mà xin cái số của cái anh ngoài tiền thuốc tây thì chị có số điện thoại không? Dạ. Chị có số điện thoại cá nhân không? Dạ, cái số em chưa đăng ký, nó chặn 2 triệu em luôn. À, dạ. Thì bây giờ mọi người mà muốn đến thăm chị là chỉ có cái cách duy nhất là gọi cho cái anh mà tiêm thuốc tây á. Dạ, dạ. À, anh dẫn vô ha. Dạ. Thôi để chút là xin số điện thoại ảnh rồi xin xin phép anh có gì làm phiền ảnh. Dạ. Dẫn vô. Cái bữa nay là cũng nhờ ảnh rồi nọ không đó, chứ em cũng đâu có biết ai rồi nọ đâu. Dạ.
Bây giờ chị mong muốn điều gì nhất? Giờ em cũng suy nghĩ điều tới chị nói giờ em mệt không? Vậy thôi bây giờ cứ nghỉ, cứ nằm nghỉ cho nó khỏe thôi. Chứ bây giờ cũng có gì suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều. Giờ hai bệnh viện nó phán em vậy, giờ chỉ biết như vậy thôi, chứ giờ em sao? Em xạ trị hết lần rồi. Chị xạ trị lâu chưa? Mới đây mà, mới đây được tích ra được gần 20 ngày. Xạ trị nhưng mà tóc nó vẫn còn hả? Bị khó thở nhiều quá, cứ đi khám lần hai lại, đi sàng lọc lần hai lại. Còn bên gia đình nó có chuyển, nó muốn nó chuyển em qua bên khoa phòng một thạch cho xét nghiệm. Tại vì nó nói cái phổi rồi. Mình có bảo hiểm gì không chị? Bảo hiểm em gần hết hạn rồi. Tranh tháng nữa là tranh thủ mua lại dạ, ha. Dạ đúng rồi. Em nói mẹ em là coi ngày mai ngày mốt gì ra mua lại bảo hiểm. Phải mua, mua trước đi chứ đợi khi mà đến khi nó cần quá rồi mua lỡ mà không kịp. Nếu biến chứng nó trợ cái là mình có bảo hiểm sẵn người. Mấy bữa nay là nằm tối ngủ không có được, cái phút trắng đen luôn á. Nằm mà nó hành đau rồi nổi đầu thì nhức, đứng đây không nổi luôn. Mà cũng phải ráng canh cho thằng cu nó uống sữa chứ đâu có bỏ nó được. Thôi chị ráng vì hai đứa con ha. Dạ. Yeah. Dạ thì để em đăng lên cái chương trình thì mọi người chung tay ha. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Rồi vậy thôi chị nghỉ nhá, em hỏi thêm bà ngoại chút xíu nữa. Nha, bà ngoại thôi rồi không biết à, cho anh ơi cho em quay phim anh xí nha à, anh là người mà dẫn đường vô rồi anh biết cái trường hợp của chị Quyên đây đúng không? Uyên hả? Uyên dạ anh đọc cái số điện thoại anh dùng cho em với, để khi mà ví dụ ai mà coi được cái video này này mà muốn anh dẫn đường á thì 0974 100 200 260. Anh tên gì anh nhỉ? Tên Lâm. Lâm ha. Dạ mấy anh chị cô chú có coi được cái video này mà muốn đến thăm chị Uyên á thì có thể là gọi cho anh Lâm. Số điện thoại mình vừa công bố đó thì anh Lâm sẽ dẫn đường vô, chứ còn bên này cái dạy trò nó cũng hơi khó kiếm đó. Thì còn cứ đến địa chỉ 381 Bình Cuối. 381 đường Bình Cuối anh hả? Phường 28 quận Bình Thạnh. Dạ phường 28 quận Bình Thạnh thì cái tiệm thuốc tây đó đúng không anh? Đúng rồi. Tiệm thuốc tây số 8 anh ha. Dạ, hiệu thuốc tây số 8. Hiệu thuốc tây số 8 gần công an phường 28 á. Dạ, tới đó thì anh Lâm sẽ dẫn đường vô. Dạ, rồi em cảm ơn anh Lâm á. Anh Lâm sao anh biết cái hoàn cảnh này anh? Cũng nói chung là cũng ở anh hay nằm trong hội từ thiện á. Cũng là có cũng hay đi giúp đỡ mọi người thì có cái chỉ đó chỉ mới ra kêu gọi. Dạ. Chỉ 6 á. Dạ. Chỉ 6 chỉ kêu. Mình biết cái hoàn cảnh này lâu chưa anh? Thì nói chung là cũng mới biết được khoảng 10 ngày rồi. Dạ. Mới biết được khoảng 10 ngày nhưng mà nói chung là tụi anh đưa lên thì thấy mạnh thường quân cũng nhiều, cũng giúp đỡ nhiều. Dạ rồi. Nói chung là cũng được cơm cháo gọi là. Nói chung là có cái gì thì hai cái đó hả? Cơm sữa gạo rồi ở đây nói hả? Nói chung là bây giờ sữa gạo thì của các cháu thì nói chung là cũng có rồi. Nhưng dạ. Mà bây giờ nói chung là nếu mà các mạnh thường quân giúp đỡ thì chủ yếu là tiền để mà đi bệnh viện. Bệnh viện thôi. Dạ, để em điều trị. Cho em gặp cái cô mẹ của Uyên cái nè. Cô ơi. Bà ngoại ơi. Dạ. Cô cho con hỏi thăm cô xíu được không cô? Cô nhờ ai bồng bé được không cô? Dạ. Diễm. Dạ. Con hỏi thăm cô xíu ha. Trời, cô có nhà được cô ha? Ở vô nhà cơ. Dạ. Này cô sáng cô lay quay mấy đứa nhỏ. Dạ dạ thì cô cũng bận rộn mà. Cô con tranh thủ chút xíu nữa thôi. Dạ, dạ, dạ. Dạ cô ngồi đi cô. Dạ. Dạ. Cô cho con hỏi cô tên gì cô? Cô tên Lệ không? Không cô hỏi tên đầy đủ cũng được cô. Dạ Nguyễn Thị Lệ. Nguyễn Thị Lệ. Dạ. Rồi cho con hỏi là gia đình mình là đông anh em cô? Gia đình của cô hả? Dạ. Được 5 anh em. 5 anh em. Là thằng em thứ 3 kế quốc tế. Dạ. Mà bây giờ là hiện ở Sài Gòn hả cô hả? Dạ Sài Gòn. Dạ. Nhưng mà cũng chắc ai cũng khó khăn cô hả? Dạ. Dạ. Cô, mình đi làm á, kể từ cái khi mà Uyên phát bệnh á, dạ. Thì cô làm, ngày cô đi làm rồi cháu ngoài là gửi cho mọi người hả? Không. Cô, mẹ ở nhà giữ là sáng cái... cô đi mua cháo mua đồ ăn cho mẹ chứ lại ấy
đi chợ búa xong rồi cái đi vô công ty làm được mấy tiếng hồ. Mình làm theo tiếng cô hả? Không, làm nguyên ngày đó, nhưng mà xin người ta hả là làm mấy tiếng xong cái là công việc sạch sẽ rồi mới chạy về rau cơm nước mới đi nhỏ ăn uống tắm rửa. Xong rồi bắt đầu 11 giờ cái chạy lên công ty khoảng làm xong nó hết được phần 1 giờ cái về nhà nữa. Dạ. Như là trực tiếp chạy đi chạy về vậy đó, giờ không có bỏ được. Dạ. Em rồi rồi mới nhỏ còn nhỏ quá. Dạ, rồi bây giờ dịch này là cô nghỉ hay sao? Hay là cô vẫn đi làm bình thường? Vẫn còn đi làm nhưng mà giờ thì tình trạng mẹ vậy này cô nghỉ. Cô nghỉ bao lâu rồi cô? Mới nghỉ sáng này thôi. Còn mấy ngày nay là cứ chạy đi chạy về xin làm chứng tiếng rồi cứ chạy về lo gia đình, cũng có nói với ở trong kia. Nói giờ con cái giờ đang bệnh nặng lắm cho tôi làm chút xíu con về cho mấy đứa nhỏ. Dạ. Chứ còn mà bây giờ còn mình cô duy nhất kinh tế lo mà giờ không có cô thì còn đuối mà. Dạ. Cô đi làm thì mấy cháu nhỏ bỏ ở nhà không biết gửi cho ai thì lo thêm cho Uyên nữa. Dạ, nên giờ em phải nghỉ luôn. Dạ. Cô rồi cái người con rể thì cũng mất liên lạc luôn hả cô hả? Nó dạng như là nó không có ấy luôn rồi, nó đi mà nó không có để tôi tin tức gì hết trơn. Hai vợ chồng nó lấy nhau có hai đứa con mà không còn kết hôn. Dạ em có hỏi rồi nhưng mà ý là có lý do sao mà đi á? Nó có bồ. À có dạ. Bạn gái rồi. Dạ. Có bạn gái nó chấm. Có bạn gái. Trời. Cô rồi bây giờ cái trường hợp của Uyên này cô thì trước sau phải đi bệnh viện chứ không đi mà phải cho nó đi. Dạ. Dạ. Phải cho nó đi chứ hả, nãy nó sao con không nhập viện, nó không có tiền, mình sáng giờ đi thử máu nhưng mà mấy ngày nay đi nhiều lắm luôn á. Nó nên rồi sáng giờ khám tốn nhiều không cô? Thì cũng nhiều vậy con. 1 triệu, cần 2 triệu ha. Rồi nhưng mà rồi hôm nhập viện là thêm 3 triệu nữa. Dạ. Em nó không có tiền, nghe em nó đi về nó chở sao con mấy đi. Có gì nói người nhà để mà đi xe đi bay tiền mà chờ đóng cho con ấy chứ. Dạ. Nhưng mà cô chỉ sợ là tối đêm nay á, sợ nó có chuyện gì không là phải đưa đi liền đó con. Dạ. Thì cô sẵn sàng tư thế hả? Cô sợ lắm luôn á. Thôi vậy thôi, hôm nay con ghé thăm gia đình mình để tìm hiểu hoàn cảnh. Có gì thì con cũng hứa trước được cái điều gì hết nha. Thì con sẽ cố gắng hết sức. Có gì thì con sẽ sớm quay trở lại ha. Dạ. Rồi, con chào cô ha. Rồi, chào Uyên ha.